Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Và trong video ngày hôm nay thì bao nhiêu ngày chờ đợi, hôm nay đã có hàng vừa về rồi các bác nhá. Thực sự là đợt này về rất là khó. Thế là hàng thì về cứ nhỏ giọt được ít một thôi. Cứ đi về bao nhiêu thì anh em lại lấy hết bao nhiêu. Đấy, loa full bát 20, audio king các bác nhá. Đấy. Và trong video ngày hôm nay bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Vâng ạ. Thực sự thì để mà nói thì những cái dòng loa full bát 20, đúng không ạ? Full bass 20 thì nó rất là ít có trên thị trường và thực sự là nó bổ trợ lời rất là hay các bác nhá. Đó, và cái mã đây là mã Auking KT KT8 các bác nhá. Bass 20 chép kèn. Đấy, thực sự cái mẫu này nó rất là đẹp các bác nhá. Phồng cân đẹp và gỗ của nó là gỗ ván ép các bác nhá. Còn gỗ ván ép thì nó rất là chất. Thế là các bác nhìn này. Các bác nhìn chưa? Và con này nó thiết kế một cái kiểu dáng, một cái mẫu của nó rất là thời thượng các bác nhá. Rất là chất, nó cũng lá lá cái giống kiểu là kiểu như kiểu chèn đói Âu Center đấy các bác nhá. Bass 20 thì con này nó vẫn sử dụng driver chép chép kèn này, cool 250 này. Và cái bát của nó thì nó được sở hữu một cái bát, nó có một cái độ rất là gầm ghi đấy, rất là chất các bác nhá. Các bác nhìn chưa? Đấy, các bác nhìn này, rất là chất đó. Bass 20 thực sự là cái loa này lời nó quá hay thực sự luôn đấy. Các bác mà đang chơi gia đình mà cần mua một cái loa về nó trợ lời, nó trợ lời hoặc là nó thêm tí chung tí chép để bổ trợ cho anh em nghe nó sướng lắm các bạn. Thực sự là bỏ ra chỉ có 2.6 triệu một đôi này thôi các bác nhá. 2.6 triệu một đôi này, nhưng bên em đã tặng cho các bác hai cái jack lưu trích và 6 mét dây loa rồi các bác nhá. Hai cái jack lưu trích và 6 mét dây loa, tất cả hàng là hàng tháo phòng trà về, còn rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp. Đấy, bên em chỉ cần lau chùi qua tỉa toát qua một chút là ok thôi các bác nhá. Đó, thì mẫu KT8 này thì nó cũng sản xuất ở Taiwan các bác nhá. Đấy, sản xuất Taiwan. Các bác nhìn chưa? Rất là chất. Đó, thùng này là thùng gỗ ván ép các bác nhá. Dòng gỗ ván ép cao cấp. Đấy, dòng ván ép cao cấp ấy. Các bác nói chung mà va đập thì nó thật, cái dòng này nó chịu lực cực tốt luôn. Để mà nói là nó hỏng thì cái dòng này nó rất khó hỏng. Đấy, rất là chắc chắn. Đó. Thì một bát 20, một chiếc kèn 250. Đấy, rất là chất. Đấy, các bác em alo thử cho các bác nghe nhá. Tiếng rất là phê các bác ơi. À, các bác nghe này. Lên 1 2 6 b, lên 2, các bác nghe chưa? Đánh có đúng một đôi đấy, các bác nhìn chưa? Lên 6 b 2, con đường xưa em đi. Lên 1 2 6 b 2, 3 4 5 6 b, lên. Tiếng nó quá hay các bạn, thì cái tổng này nó rất là rõ ràng. Đấy, các bác nhá, rất là rõ ràng. Đó, rất là rõ ràng, rất là sắc nét. Đó, và những cái con này thì nó đã được tinh chỉnh và cái phần bát giải nó sâu hơn, chép nó sáng, nó mịn hơn rất nhiều. Nói chung là đảm bảo những cái tiếng tinh trung tốt, rồi tiếng chép leng keng lấy cách rất ok. Và dòng này thì nó này sử dụng cái tem của nó này, là tem ở giữa thân các nhá, tem giữa thân. Đấy, rất là đẹp, rất là cân đối các bạn. Thùng cân các bác nhá, dòng thùng cân, thùng của nó là thùng cân. Đấy, ngang của nó là ngang 20, hơn 24 thì một chút xíu này. Đấy, sâu 24, cao 40 các bác nhá, cao 40. Đấy, rất là chất con nhá. Đấy, nhìn nó đẹp chưa? Full bass 20. Nói chung mà bác nào mà sử dụng loa bass 25 này, loa 20 hoặc là 30 full, các bác thiếu lời, các bác bổ trợ cho em đôi này vào thì hết ý luôn các bác nhá. Hết ý luôn. Hay bác nào mà lắp trên xe ô tô để khách khứa hát hò đấy, rất là hay các bác nhá. Đấy. Cái dòng này thì màng của nó là màng trơn các bác nhá, màng trơn này, màng trơn này. Đấy, phễu đỏ thái thái đỏ mận nhé. Đấy, và driver bát của nó bát đen không nhá, bát đen rất là chất. Bên em bán là 2.6 triệu một đôi, bên em bao ship tận nơi cho anh em và tặng cho anh em hai cái jack lưu trích và 6 mét dây loa, ok chứ các bác. Đó, hàng em bao zin toàn phần cho anh em luôn. Đấy, hàng tháo phòng trà và cũng rất là đẹp, nói chung là đẹp xuất sắc cho anh em luôn. Lời thực sự là nếu đã nói cái dòng này tiếng trung chép lên quá hay luôn. Lên 1 2 6 7, lên 2 3 4 5 6 7, lên 2 6. Tiếng chép nó hay lắm các ơi, tiếng trung chép lời nó hay. Các bác nào có nhu cầu thì hú em cầu các bác nhá, số lượng có hạn thôi các bác nhá.